Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thủ thuật, đó là tận dụng smartphone cũ để làm camera giám sát an ninh. Các bước tiến hành thì như sau. Trên tay tôi là một cái điện thoại đã qua sử dụng. Hiện nay tôi đã không sử dụng nó nữa. Với điều kiện chúng ta sẽ sử dụng nó làm camera. Điều kiện thứ nhất, cảm ứng vẫn còn sử dụng được, vẫn còn lên màn hình. Điều kiện thứ hai, còn kết nối được wifi. Điều kiện thứ ba, camera vẫn còn sử dụng được. Thứ hai, một bộ sạc để sử dụng duy trì nguồn điện cho camera. Và thứ ba là cái điện thoại di động chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Các bước thực hiện như sau. Thứ nhất, tôi lấy ví dụ, đây là cái điện thoại tôi sẽ sử dụng làm camera. Thì chúng ta sẽ kết nối wifi vào CH Play. Chúng ta gõ cụm từ Earth Home. Đó, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Earth Home. Search. Và bây giờ nó sẽ ra hai phần, Earth Home màu đỏ và Earth Home màu xanh. Cái điện thoại chúng ta sử dụng làm camera thì chúng ta sẽ tải cái Earth Home màu xanh này về. Đó, và chúng ta bắt đầu bấm cài đặt. Sau khi cài đặt xong, cài đặt, vì đây tôi là ví dụ thôi nhá, vì đây là cái điện thoại, còn đây, đây là cái điện thoại tôi đang sử dụng làm camera tại nhà. Thì đặt tải về cài sẵn đây rồi. Thì sau khi cài xong, nó sẽ lên cái biểu tượng ở trên màn hình, đó là AVS và hình ngôi nhà màu trắng trên nền màu xanh. Rồi, sau khi cài đặt xong trên cái máy sử dụng làm camera thì chúng ta sẽ chuyển sang cái máy để chúng ta theo dõi sử dụng hàng ngày. Thì chúng ta cũng tiếp tục vào CH Play và vẫn như cũ, đánh Earth Home vào và chúng ta sẽ tải cái màu đỏ nào. Earth Home màu đỏ lại, cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì chúng ta sẽ có biểu tượng của nó ở đây trên màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quay, đặt camera ở một cái vị trí nào bất kỳ. Trước hết chúng ta sẽ thực hiện quét. Và đây là cái máy sử dụng làm camera, nó đã thực hiện quay đây rồi, nó đã được bật. Và bây giờ tôi sẽ bật cái phần đã cài đặt tại cái máy thực hiện theo dõi. Mở Earth Home. Đây, nó sẽ hỏi truy cập thiết bị. Đây, chúng ta sẽ cho phép nó. Bấm cho phép hết. Và bây giờ chúng ta nó sẽ hỏi sign in hoặc Digity. Thì chúng ta sẽ sử dụng luôn là cái tài khoản Facebook.
hoặc bất kỳ, có thể tài khoản Google. Và đây tôi sẽ sử dụng tài khoản Facebook. Ở đây trên máy này là sẽ chưa có cái gì cả. Và đây nó sẽ chưa có bất kỳ một cái camera nào ở đây. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kết nối camera. Bằng cách tích vào dấu cộng, trên điện thoại chúng ta sẽ thực hiện giám sát và tích vào dấu cộng. Đây nó sẽ có hỏi hai phương án là Add camera by CID, thì cái này chúng ta sẽ có một cái mã CID tại máy đã cài lên. Và đây, đây là mã CID. Phương án thứ hai là bằng QR code. Thì ở đây tại máy camera đã có sẵn là dòng QR code ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án quét QR code nhá. Thì tại cái máy sử dụng làm camera, chúng ta sẽ bấm vào QR code thì nó sẽ lên. Đây là một cái mã QR code đây. Và trên máy thực hiện giám sát, chúng ta sẽ bấm tùy chọn thứ hai là xác minh bằng QR code để kết nối. Và bây giờ nó sẽ quét. Nó sẽ thực hiện quét QR code ở đây. Chiều này. Đấy. Và bây giờ nó đang xác định, nó đã xác nhận hoàn thành. Thì sau khi xác nhận xong thì ở góc bên phải đã lên màu xanh, cho màu xanh là online. Và xác nhận được là Android 2129, 2129 của tôi đây. Đây là cái Android 2129 đây. Đúng không ạ? Và bây giờ đây là cái máy đang thực hiện thế này. Và tôi sẽ cho các bạn xem qua để mở xem camera giám sát nó có đồng tính gì không này. Tôi sẽ bấm vào ở đây. Đây là sẽ thấy luôn. Hiện nay là nó đang bật cái ghi âm. Còn ở đây tôi sẽ tắt tiếng. Tắt tiếng vì nói nó sẽ vọng vào. Và đây tôi sẽ thực hiện quay đó ấy. Đó là cách sử dụng đơn giản. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn tại cái phần mềm sử dụng làm máy quay, cái phần máy quay. Thì ở phần này nó sẽ có các tùy chọn như sau. Khi chúng ta đặt vị trí quay xong, chúng ta sẽ cắm sạc vào để đó, để nó duy trì năng lượng. Còn ở đây, đây là nút dim đây. Dim là nó biểu tượng để nó tắt màn hình để cho đỡ tốn dung lượng. Và để mà thực hiện cái này thì lúc nào cũng phải có wifi, kết nối wifi cả hai máy nhá, hoặc là 3G. Đây chúng nếu bấm vào dim thì nó sẽ tối màn hình lại, sẽ đỡ tốn pin. Đây tôi sẽ đặt máy quay ở đây. Và đây tải cái máy mình sử dụng theo dõi. Thì hiện nay đang quay cái cốc. Đang quay cái đồng cốc ở đây. Đây. Thì có những cái tùy chọn cài đặt như sau. Chúng ta sẽ mở âm thanh ở đây. Khi tải cái vị trí camera ta đặt ở nhà hoặc bất cứ chỗ nào thì nó cũng sẽ ghi lại bao gồm cả hình ảnh và âm thanh. Thì khi chúng ta ngồi, chúng ta bấm vào đây thì sẽ nghe được âm thanh xung quanh cái camera đó. Còn đây, nút này là để chúng ta có thể nói chuyện
thông qua cái máy camera kia luôn. Đây là cài đặt chế độ buổi tối. Đây là chụp lại hình ảnh. Còn đây, đây là chất lượng hình ảnh. Ở đây thì chúng ta sử dụng miễn phí, cho nên chúng ta chỉ có thể sử dụng được hai cái tùy chọn là Good Low. Còn hai này thì nó chất lượng cao thì chúng ta không thể sử dụng, nếu muốn sử dụng chúng ta phải trả phí. À, đây chúng ta sẽ bấm mở rộng. Và đây là các tùy chọn trên màn hình. Đây là sẽ chuyển sang camera trước hoặc camera sau. Tôi sẽ chuyển camera trước nhé. Đây, và như vậy nó sẽ xoay ra camera trước và chuyển lại camera sau đây. Đó, hiện tại nó sẽ là chuyển ra camera sau, và đây camera sau nó đang quay cái cốc, đúng không ạ? Rồi, và đây nút bên cạnh là cái biểu tượng của cái bóng đèn. Bóng đèn đây là chúng ta sẽ bật đèn flash ở camera. Tôi sẽ bật đèn flash lên. Đây, nó đang bật sáng trưng đúng không? Đây, và bây giờ tôi sẽ tắt flash. Đấy, nó tắt tối om luôn đúng không? Bật, bật, tắt, tắt. Đây, còn đây còn một hình ảnh nữa. Đây thì như tôi đã nói khi nãy rồi, đây là chất lượng. Mình chỉ có thể tùy chọn được cái chất lượng miễn phí là mức độ tốt, còn rất tốt thì chúng ta phải trả phí. Vì vậy cũng chỉ cần sử dụng miễn phí là được rồi. Còn đây, cái nút đỏ này là mình sẽ thực hiện quay lại. Mình sẽ bấm quay, rồi khi mình phát hiện có một cái hiện tượng bất thường nào đó, mình sẽ bấm quay nó lại, quay video nó lại. Nó sẽ không tự động quay ạ. Chúng ta sẽ phải tự bấm. Và bây giờ nó đã thực hiện để quay. Tuy nhiên thì lưu ý các bạn là cái clip quay lại nó sẽ không nằm ở cái điện thoại của mình đang sử dụng, mà nó sẽ nằm ở điện thoại bên kia, cái điện thoại đang làm camera. Thì tùy theo dung lượng bộ nhớ của cái điện thoại bên kia thì nó mới lưu được nhiều. Chúng ta có thể trang bị thêm một cái thẻ nhớ nếu mà dung lượng nó quá ít. Tuy nhiên đối với những cái máy mà thuộc máy Trung Quốc thì hiện nay là dung lượng nó rất nhiều, toàn hàng mấy chục GB trở lên. Và đây khi thực hiện quay, quay xong thì nó sẽ có lưu vào bộ nhớ. Tôi sẽ quay lại một lần để cho các bạn thấy rõ hơn. Nó có cái đồng hồ đây, đây cái thời gian nó hiện lên đây cả. Và bây giờ quá trình quay thì coi như hoàn tất, tôi sẽ dừng quay nhá. Đây, và sẽ cho nó chạy luôn. Và đây rồi, phần tôi vừa bấm quay vừa nãy, phần thứ nhất là thực hiện ở 23 giây và có dung lượng 1,02 MB. Phần thứ hai thực hiện quay là 29 giây và thời gian thực hiện là 1,27 MB. Và tôi sẽ mở nó thử này. Đây, đúng không? Khả năng thu âm nó rất tốt. Đây là một cái phần mềm rất là ưu việt.
Sau khi ta thực hiện quay xong, ta muốn xem lại cái video chúng ta vừa quay thì chúng ta đây trên màn hình hiển thị chúng ta sẽ vào đây. Đây có cái biểu tượng video. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Đây thì hai cái video nếu có là nó sẽ ở đây. Tuy nhiên thì vừa nãy tôi vừa xóa mất hai cái video vừa quay lại rồi. Còn khi chúng ta không mở ra xem thì chúng ta sẽ có thoát đây. Và trên máy chủ này chúng ta có thể lưu trữ được rất nhiều camera. Nếu chúng ta có 2 hoặc 3 hoặc 4 camera là đã đặt ở quay thì chúng ta cũng sẽ thực hiện quét mã QR code tương tự như thế. Thì khi chúng ta mở lên nó sẽ có chia với 4 camera, nó sẽ chia 4 ra, sẽ có 1 cam 1, cam 2, cam 3, cam 4. Như thế thì khi chúng ta cần quan sát ở chỗ nào, ví dụ cam 1 chúng ta đặt trước nhà, cam 2 sau nhà, cam 3 gian khách, chúng ta bấm vào từng cái cam nó sẽ hiển thị cái hình ảnh đang quay trực tiếp tại cam đó. Trên đây tôi vừa giới thiệu xong thủ thuật là tận dụng cái smartphone làm camera giám sát an ninh. Thì hy vọng các bạn sẽ tận dụng được những điện thoại hỏng để sử dụng làm camera giám sát và để thực hiện cho nó hữu ích hơn. Đừng có bỏ lãng phí. Xin cảm ơn các bạn.